cái số lượng cổ phần của các cổ đông. Thế nhưng ở một cái khía cạnh khác nữa thì nó lại cũng giống như dividend, ở cái chỗ là khi mà công ty mình mua lại cổ phần của các cái cổ đông ấy, thì mình lại chuyển một phần tiền vào tay của các cổ đông, và nó cũng tương tự như là mình trả cash dividend đó. Thì nó vừa sống và nó vừa khác ở cái điểm như vậy. Thì ở trên này là share repurchase thì nó gồm có nhiều cách làm khác nhau. Thì ở đây người ta thống kê là ba cách làm. Cách đầu tiên là open market repurchase, tức là bạn sẽ mua lại cổ phần của cái ông cổ đông đấy trên thị trường mở. Thì người ta sẽ mua at buy at market price in open market, tức là công ty tự thôi, tự lên mua ở trên thị trường với đúng cái giá mà hiện đang bán ở trên thị trường. Và flexibility in timing, tức là nó khá là linh hoạt. Cái cách này là linh hoạt ở cái thời gian thực hiện, tức là mình thích làm, mình thích mua lúc nào thì mua. Và cái ông cổ đông thì đôi khi ông cũng không hiểu, cũng không biết là công ty mình đang thực hiện mua cái chiến lược mua như thế, bởi vì là ông chỉ cần biết là cái ông ấy sẽ mua cổ phần của tôi và tôi cũng không biết là mua để làm gì đó. Thì đấy là cái cách đầu tiên. Cách số 2 là tender offer. Tender là đấu giá. Tender offer là đưa ra một cái lời đề nghị về về đấu đấu giá. Thì cái này là công ty sẽ mua buy fixed number of shares at fixed price, tức là sẽ mua cái cổ phiếu với cái lượng xác định và với cái giá xác định. Và cái giá này thì thông thường là cao hơn giá thị trường, typically at a premium to market. Đấy, tức là premium là cái mức trội lên mà, thì nó là cái mức giá cao hơn với mức thị trường. Và điều đó có nghĩa là nó sẽ có sự hấp dẫn hơn so với cả thị trường, so với cả các cái giao dịch mua bán trên thị trường. Và bằng cách đó thì người ta sẽ có thể là mua được một lượng cổ phiếu theo như mong muốn của công ty. Thì cách làm là có thể sử dụng gọi là cái đấu giá kiểu Hà Lan ấy, hoặc là để xác định giá của cổ phiếu. Đấu giá kiểu Hà Lan là gì? Tức là công ty sẽ thông tin là tôi muốn mua một cái số lượng cổ phần này, sau đó để cho các cái ông cổ đông, và thường là các ông cổ đông có khối lượng nắm giữ lớn ấy, người ta sẽ đưa ra cái mức giá của cái khối lượng giá trị, khối lượng cổ phiếu mà người ta muốn bán. Sau đó công ty sẽ mở các cái hồ sơ đề nghị đấy ra, và sau đấy thì người ta sẽ xác định cái ông nào bán cho công ty với cái mức giá mà gọi là thấp nhất. Đấy, người ta sẽ đi từ cái ông thấp nhất cho đến ông cao dần lên, cho đến khi nào cái fixed number of share này đạt được thì thôi. Và cái cách cuối cùng là direct negotiation. Thì đây là cái cách mà người ta sẽ giao dịch thẳng trực tiếp, đàm phán thẳng trực tiếp đối với lại cái ông cổ đông, và thường là những cái ông cổ đông lớn. Thì thông thường thì cái mức giá cũng phải cao hơn mức thị trường, tại nếu không thì ông này ông ra thị trường cũng bán còn hơn. Thì thông thường cái direct negotiation nó sẽ liên quan đến cái việc là loại bỏ đi một cái ông mà nắm cổ đông lớn ở trong cái công ty. Ví dụ như trong công ty còn 5 cổ đông lớn, thì bây giờ muốn là bỏ đi một ông ấy thì sẽ đàm phán với cái ông bỏ đi đấy, mua lại cái số cổ phần mà ông nắm giữ, hoặc là phần lớn cổ phần ông nắm giữ, hoặc là những cái ai mà ví dụ một ông mà muốn gọi là nắm quyền chi phối công ty, số cổ phần trên 20% chẳng hạn, thì ông ấy sẽ cần phải negotiate với lại tất cả những cái ông khác vân vân để ông mua được cái số lượng cổ phiếu như mong muốn. Đấy thì đấy gọi là direct negotiation. Đó thì mua cách nào cũng được, tùy theo chiến lược, tùy theo mục tiêu. Cái nguyên tắc rationale là nguyên tắc của cái việc mua lại cổ phiếu. Thay vì là mình trả cái dividend bằng tiền mặt là như sau. Thì lúc nãy cô nói là ở một khía cạnh nào đó thì cái share của Chase này nó cũng tương đương với lại cái cash dividend, tại vì là mình cũng đặt vào tay cái người đầu tư một cái khoản tiền mà. Đó thì nhưng mà nó cái nguyên tắc của cái share của Chase nó sẽ khác trong hai cái lý do như sau. Cái lý do số 1 ấy là cái tax advantage to shareholder,
if tax rate on capital gains less than tax rate on dividends. Thế thì ở chỗ này nó xuất hiện cái thuật ngữ là tax rate on capital gain. Capital gain nó là cái gì? Thì capital gain nó sẽ là cái thu nhập từ vốn, và cái dividend này thì là cổ tức rồi. Thế thì khi mà bạn đầu tư chứng khoán ấy, thì nó sẽ có hai dạng, là bạn sẽ có thu nhập dưới dạng capital gain, tức là bạn mua thấp rồi bạn bán với giá cao ấy. Thì khi mà bạn có thu nhập kiểu như vậy thì người ta cũng đánh thuế bạn, đánh thuế cái thu nhập đấy, và khi mà bạn có thu nhập dưới dạng cổ tức thì cũng bị đánh thuế. Thế thì ở Việt Nam thì cái thuế này nó có hai dạng nhưng mà nó đối xử cũng tương đối giống nhau. Tức là cái capital gain này khi mà mình có ấy, thì mình sẽ bị đánh thuế 5%. Có nghĩa là trên giao dịch thôi. Xin lỗi, không phải là trên capital gain đâu, còn capital gain mà mình xác định được ấy thì sẽ bị đánh thuế là 20%, giống như là thuế thu nhập doanh nghiệp ấy. Thế còn cái dạng là mình giao dịch là mình cũng bị đánh thuế, thì đánh thuế đấy chỉ ở mức 0,5 5% thôi, thế nhưng mà nó lại không 0,5, thì cô nhớ không nhầm thì là 0,5. Tóm lại là cái mức rất là thấp nhưng mà nó lại đánh trên, không phải là cái phần profit mà lại đánh trên cái doanh thu. Tức là mình mua bao nhiêu thì người ta tính tổng trên cái giao dịch đấy và người ta tính phần trăm. Đó thì thông thường ấy là nếu như mà cái thuế suất mà người ta tính trên capital gain ấy mà nhỏ hơn cái thuế suất mà tính trên thu nhập từ dividend thì cái share repurchase này người ta thấy là nên thực hiện. Tại vì thay vì là tôi trả cho anh cổ đông cái cash dividend thì tôi mua lại một phần, thì anh ấy sẽ được cái thu nhập, và cái thu nhập đấy lại đánh thuế thấp hơn cái mức thuế đối với dividend. Đấy thì đấy là cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý số 2 là đối với share repurchase thì nó làm cái signal, là một cái gọi là cái dấu hiệu đối với cả các cái cổ đông rằng là nhà quản trị thì tin rằng là các cái cổ phần của công ty thì đang bị undervalue. Undervalue là bị đánh giá thấp. Có nghĩa là bình thường thì người ta sẽ hỏi là tại sao mà doanh nghiệp họ lại mua lại cổ phần của mình. Thì câu trả lời đối với cả các đa phần các cổ đông là à, chắc là họ nghĩ rằng là cổ phiếu của cái công ty ấy, ban quản trị nghĩ rằng cổ phiếu của công ty mình là đang bị đánh giá thấp, thì họ sẽ mua vào, và khi nào mà nó lên đúng giá trị thì người ta sẽ lại bán ra. Đó thì cái signal này nó khác hẳn với cái cash dividend, tức là cùng đặt tay tiền vào tay của người đầu tư, nhưng mà cash dividend nó không có cái signal kiểu như vậy, nhưng đối với cả share repurchase thì nó lại có. Đó, thế thì như vậy nếu mà công ty, ban quản trị công ty mà có một mục tiêu gì đấy để nâng giá của cổ phiếu lên thì họ cũng có thể thực hiện cái share repurchase này, hoặc là nếu như họ muốn tránh cái dấu hiệu cái hiệu ứng là nâng giá do share repurchase thì họ có thể tránh bằng cách là trả cash dividend. Đó thì đấy là hai cái sự khác nhau. Đó, thế thì tiếp tục người ta xem cái effects là tác động của cái EPS khi mà share repurchase thực hiện đối với hai kiểu là excess cash và borrowed funds. Cái share repurchase này khi mà doanh nghiệp muốn thực hiện ấy, thì họ phải có tiền đúng không? Có tiền thì nó có hai dạng. Một là nếu doanh nghiệp thừa tiền thì họ sẽ dùng cái excess cash đấy. Và cái kiểu số 2 là nếu doanh nghiệp không có thừa tiền thì họ sẽ phải borrow đâu đó, họ phải vay mượn tiền đâu đó để họ có tiền để họ thực hiện cái việc đó. Thế thì hai cái điều này nó có thể ảnh hưởng tới cái EPS. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái trường hợp số 2 được cái trường hợp số 1. Thì mình nghĩ xem đối với trường hợp số 1 thì nếu mình dùng excess cash thì cái earning của mình nó không hề thay đổi gì hết đúng không? Và số số share common share nó bị
nó giảm đi thì cái NPS này của mình nó sẽ tăng lên. Bây giờ mình sẽ xét với cái trường hợp số 2 là borrow funds, tức là mình đi vay tiền để thực hiện cái việc đấy, là việc mua lại cổ phần. Cái việc này khi mà thực hiện thì bạn hình dung là nó sẽ bị nó sẽ ảnh hưởng đến bên phần nguồn vốn ấy, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái EPS nó đặc trưng hơn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ví dụ như sau. Newco là một company và là một công ty và họ có 50.000 cổ phần hiện hành, và cái net income tức là lợi nhuận sau thuế của công ty, sau thuế và lãi công ty là 100.000 đô. Current stock price giá hiện hành là 50 đô, và EPS thì nó sẽ bằng là 4 đô. Net income EPS, net income là 100.000, earning per share, sao nó lại thành 4 đô nhỉ? Ok, mình cứ đọc tiếp đi đã. Người ta hỏi là ảnh hưởng của cái việc mua cổ phần với tỷ lệ 10%, 10% stock repurchase, lên mức giá của lên mức giá trên một cổ, xin lỗi, giá price per share, tức là giá của một cổ phần của công ty này ở trên thị trường như thế nào nếu như mà công ty sử dụng vay nợ 10% để có thể huy động được cái phần vốn để mua vào. 10% này là 10% của phần tiền lãi của việc vay nợ. Ok, cô chỉ đang hơi thắc mắc là tại sao nó lại là 4 EPS, nó là 4 thôi, vì là cái net income này của nó là bằng 100 đô mà. Thế thì đáng ra là nó phải là 2 đô thôi. Không biết sao nó lại thành 4 đô. Ok, thế là giờ cứ tạm thời như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái bài giải. Đây là cái bài giải này. Giá là 50 này, 50.000 này, và số cổ phần thường này, EPS là 4 đô. Coi như chúng ta phải tạm quên cái 100 đô này đi, không, không chúng ta phải chuyển thành 200 đô mới đúng. Thế thì bây giờ công ty giả định là sẽ mua lại 10%, thì cái số lượng cổ phần mua lại sẽ là 5.000 đô. Thì bây giờ cái earning yield, tức là cái tỷ suất sinh lời trên 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 cái phần tiền đầu tư của nhà đầu tư ấy, thì mình sẽ tính bằng cái EPS chia cho 50 là cái giá của chứng khoán nhé, thì nó sẽ là 8%. Có nghĩa là nếu mà tôi bỏ ra 1 đồng thì công ty là sẽ tạo cho tôi 4 đồng, xin lỗi, 8 đồng, 0,08 đồng. Tiếp theo là phần lãi mà mình phải trả, do là mình đi vay tiền để mình mua lại. Thì ở đây chúng ta có 5.000 này nhân với 50 đô này, và là cái số lượng cổ phần, giá trị cổ phần mua lại đúng không, và nhân với 10% là lãi suất, thì nó sẽ có là 25.000 đô. Đây là cái chi phí về interest cost. Sau đó chúng ta tính lại cái EPS thì chúng ta sẽ lấy là 4 này nhân với cả 50.000, ok, chính là 200.000 net income đấy. Xong các bạn trừ đi cái phần lãi mà mình phải trả là 25.000, mình chia cho 50.000 trừ đi 5.000 là số lượng cổ phần mới, tức là 45.000 đấy, thì chúng ta tính ra nó sẽ bằng là 3,89 trên đô la trên một một cổ phiếu. Thế thì cái ở trong trường hợp này thì EPS nó giảm. Ok, nó giảm thì bạn để ý giúp cô là ok, bạn để ý giúp cô là ở đây cái earning yield của công ty ấy là 8%, nhưng mà công ty lại phải bỏ ra đến 10% để công ty huy động tiền vốn. Cho nên là khi mà làm như vậy thì nhìn chung là cái
gọi là cái chi phí bỏ ra thì nhiều hơn cái phần lợi thu về đấy, cho nên là cái EPS sẽ bị giảm. Ok, EPS sẽ bị giảm từ 4 đô xuống 3,89 đô. Ở đây nó có một cái box để mình nhớ này. When after tax cost of fund is greater than earning. Tức là khi mà cái chi phí vốn nó lớn hơn cái thu nhập từ lợi nhuận của cổ phiếu ấy, thì cái EPS này nó sẽ fall. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngược lại, là nếu như chúng ta mà có thể huy động vốn với cái mức là nhỏ hơn 10% thì nhỏ hơn 8% thay vì 10% ở đây, thì chúng ta sẽ có EPS tăng. Cụ thể như sau, chúng ta có một cái ví dụ là công ty Spencer Pharmaceutical NIC, INC, thì đang định là mua lại, đang định vay mượn là 30 triệu đô, cái mà sẽ được sử dụng để mua lại cổ phần. Cái giám đốc tài chính của cái công ty này thì đã có các cái thông tin như sau. Thứ nhất là số giá của cổ phiếu khi mua lại là 50 đô. Thứ hai là share outstanding, tức là cái lượng cổ phần hiện tại trên thị trường là 20.000 triệu, 20 triệu cổ phần. EPS hiện nay là 5 đô và earning yield là 5 đô chia cho 50 là 10%. After tax cost borrowing, tức là cái chi phí vốn nợ là 8%, và planned buyback là 60.000 đô, 60.000 cổ phiếu, tức là định mua lại thằng này. Bây giờ người ta yêu cầu mình tính lại cái EPS của công ty, thì bây giờ mình sẽ của công ty sau khi mà mua lại nhé, thì ở đây mình sẽ để ý là cái chi phí vốn bây giờ là 8% này, nó lại nhỏ hơn cái earning yield là 10%. Như vậy là dự kiến là cái EPS của mình nó sẽ tăng lên. Thế thì bây giờ vẫn làm tương tự như cách lúc nãy, thì chúng ta sẽ tính được cái EPS mới của công ty after buyback là 5,03 đô, tức là nó sẽ lớn hơn 5 đô lúc trước. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta thay đổi cái tỷ lệ lãi của công ty khi vay mượn ấy là lên 15% thay vì là 8% ở cái chỗ này, thì các bạn sẽ thấy là cái EPS mình tính lại sau khi mà mua lại cổ phiếu của cổ đông ấy nó chỉ còn 4,92 thôi. Tức là như vậy thì điều này nói rằng là khi mà mình mua cái thực hiện mua lại cổ phiếu bằng cái borrowed funds thì cái EPS nó có thể tăng hoặc là nó có thể giảm, tùy thuộc vào so sánh giữa cái chi phí vay nợ để mua lại cổ phần với lại cái earning yield của cái cổ phần đó. Còn trong trường hợp mà mình sử dụng cái excess cash thì để mình mua lại ấy, thì cái EPS này của công ty nó sẽ luôn luôn là giảm xuống. À xin lỗi, nó luôn luôn tăng lên, nó luôn luôn tăng lên, bởi vì cái share này nó giảm đi mà, nó sẽ luôn luôn tăng lên. Như vậy cái này nó chỉ có một chiều thôi, nhưng cái này nó có cả hai chiều. Cho nên khi mà các bạn bị hỏi các cái câu hỏi trắc nghiệm ấy, người ta sẽ hỏi, ví dụ người ta hỏi là cái effect của EPS lên EPS khi mà công ty mua lại cổ phần của cổ đông ấy thì là như thế nào. Trong trường hợp là công ty sử dụng excess cash thì mình nhớ là nó chỉ có một chiều thôi tăng lên, nhưng nếu mà sử dụng borrow fund thì mình lại cần phải quan tâm, bởi vì nó có thể là tăng lên hoặc là giảm đi đó. Thì đấy là cái lưu ý. Đối với phần này các bạn có hỏi gì thêm không? Cái lưu ý đây nó có cái kết luận này này. The conclusion is that the share repurchase is using borrowed fund will increase EPS if the after tax cost of debt used to buy back share is less than the earning yield of the share before the repurchase. It will decrease EPS if the cost of debt is greater than the earning yield, and it will not change EPS if the two equal, đúng không? Đấy, thì đây là cái kết luận mà toàn bộ ông đấy cái ví dụ của chúng ta đang minh họa. Có bạn nào có câu hỏi phần này không các bạn ơi? Không ạ. Ok, cũng dễ hiểu thôi đúng không? Có thể là hơi lằng ngoằng một tí nhưng mà cũng không khó hiểu. Đó, thế thì bây giờ người ta lại thêm, đấy là mình mới đem xem tác động với cả EPS thôi. Bây giờ ta sẽ xem tác động đối với cả BVPS. BV là Book Value Per Share, đúng không? Thì cái kia là nó là Earning Per Share, còn cái này là Book Value. Thì mình sẽ xem là ảnh hưởng tới cái Book Value như thế nào.
Thì ở đây chúng ta vẫn có ví dụ như lúc nãy là giá của cổ phiếu là 50 đô, chúng ta có 50.000 cổ phần, BVPS đang là 40 đô. Và cái buyback, cái số lượng buyback là 5.000 cổ phần. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem, đầu tiên là chúng ta sẽ mua lại cái số lượng với cái số lượng tiền là 50 này. 50 nhân với 5.000 thì bằng 250.000. Sau đó cái original equity thì ban đầu nó có là đây là cái giá trị theo sổ sách nha các bạn nhé, thì chúng ta sẽ lấy 50.000 nhân với lại 40.000 và nó bằng 2 triệu đô. Đây là tổng giá trị cổ phiếu theo sổ sách. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta thực hiện mua lại thì cái new BVPS tức là book value per share thì nó sẽ bằng là 2.000, vẫn là tổng cái giá trị lúc nãy, nhưng mình nhớ là mình trừ đi cái giá trị mà mình đã mua lại ấy, thì nó sẽ chỉ còn là 2 triệu trừ đi 250.000 thôi, và số lượng cổ phần mới thì là 5.000 trừ đi 50.000 trừ đi 5.000 thì kết quả chúng ta ra là 38,89. Thế thì bạn để ý là ở đây tại sao nó lại giảm, tức là nó giảm từ 40 xuống 38,89. Nguyên nhân là cái giá mà mình mua này nó bị cao là 50 so với lại cái giá trị mà thể hiện trên sổ sách đấy. Thế thì ở đây nó có một cái box này, bạn đọc ở cái box này, khi mà giá của cổ phần mua lại mà cao hơn cái giá trị trên sổ sách thì cái việc mua lại đó nó sẽ làm giảm cái giá trị trên sổ sách của cái cổ phần đó. Nhưng ngược lại, điều này cũng có nghĩa là nó sẽ có cái chiều ngược lại, đúng không? Tức là khi mà chúng ta có thể mua được cái giá của cổ phiếu hơn giá trị trên sổ sách thì cái việc mua lại nó sẽ làm tăng cái giá trị sổ sách của cổ phiếu. Thì ở đây nó chỉ có ví dụ một chiều thôi, nó không có ví dụ là chiều số 2, thế nhưng mà bạn hoàn toàn có thể suy ra cái chiều số 2. Hay là chúng ta cũng có thể kết luận rằng là cái việc mà share repurchase của công ty ấy, thì nó có thể làm tăng hoặc là làm giảm, hoặc cũng có thể làm giữ nguyên cái BVPS của công ty đó. Thì đấy là cái lưu ý mà bạn phải nhớ khi mà người ta hỏi các bạn, là lúc mà hỏi trắc nghiệm, người ta chỉ hỏi đúng câu đấy thôi, thì đôi khi mình không nhớ nổi là tăng hay là giảm. Và nếu mà mình mà ngồi mà mình tính ấy, thì đôi khi là tính trong cái lúc mà đi ghi nó hay bị sai ấy. Tại mình cứ bị rối lên vì thời gian nó bị áp lực thời gian ấy. Thì các bạn nhớ cho cô điều đấy. Ok, bây giờ chúng ta quay sang bên này là người ta so sánh giữa cash dividend và share repurchase. Người ta nói rằng là nếu mà cái tax treatment và information effect giống như nhau, hay là khác đi, là tôi loại bỏ cái sự khác biệt của thuế và loại bỏ cái sự ảnh hưởng của information, thì cái đấy là cái gì? Quay trở lại cái này thì các bạn biết nó là cái gì. Đây chính là cái này. Ở đây chúng ta phân biệt giữa cái share repurchase và cái cash dividend ở hai cái điểm. Một là có sự khác nhau về tax rate on capital gains và tax rate on dividends. Và cái số 2 là cái signal này. Cái signal này chính là information effect, tức là cái thông tin nó làm ảnh hưởng tới hành vi của nhà đầu tư. Ở trong tài chính thì nó có một cái lý thuyết, một cái mảng, một cái field là behavior finance, tức là tài chính hành vi. Người ta chuyên là phân tích các cái hành vi của các cái người tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán, và người ta thấy rằng là cái thông tin ấy, thì nó làm ảnh hưởng tới hành vi của người tiêu dùng, và cái hành vi của người tiêu dùng đầu tư chứng khoán nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường, tới giá cả đấy. Thì ở đây người ta nói là ok, đương nhiên là nó khác nhau rồi, nhưng nếu tôi bỏ qua hai cái yếu tố khác nhau đấy thì hai cái phương pháp là share repurchase và cash dividend là giống nhau đấy. Ý là của cái câu này nó là như thế: if the tax treatment and information effects are the same for either method, the effect of a cash dividend and a share purchase in an equal amount are the same. Đó, tức là nếu như mà
bỏ qua hai cái khía cạnh khác nhau đó. Thì nếu như tôi mà dùng share repurchase hay là cash dividend cũng được, tôi bỏ ra cùng một số tiền giống nhau cho cái ông cổ đông ấy, thì cái tác động đó là giống hệt nhau. Đây cụ thể là có ví dụ phía dưới là stock price, giá của cổ phần 30.000, tổng số lượng cổ phần bằng 10.000. Nếu mà chúng ta trả cái cash dividend 10% ấy, thì chúng ta sẽ trả tổng số là 3 nhân với lại 10.000 bằng 30.000. Và cái giá của cổ phần ấy, nếu mà sử dụng cash dividend, là chúng ta sẽ thấy giá của nó giảm đi 27 3 đô thì còn 27 đô. Và cái market value equity, tức là giá của tổng cái cổ phần trên thị trường ấy, nó sẽ giảm đi là 10.000 nhân với 27 bằng 270 thay vì bằng 300 như lúc ban đầu. Thế còn bây giờ thay vì là dùng cash dividend ấy, thì chúng ta dùng share repurchase, chúng ta sẽ mua lại 1.000 cổ phần trong tổng 30.000 đó, thì tổng cái số tiền thì vẫn là 1.000 nhân với lại 30 thì bằng 30.000, mà tức là tổng cái số tiền mà mình bỏ ra vẫn giống như nhau. Thì cái share repurchase, đối với cả share repurchase thì cái số lượng cổ phần ở trên thị trường ấy, nó sẽ thay đổi, tức là nó chỉ còn 9.000 thôi, nhưng mà đối với cả cash dividend thì nó vẫn còn nguyên 10.000 các bạn nhé. Thế tuy nhiên thì cái market value ở BPT thì nó lại bằng 9.000 và nhân với lại 9.000 này, ok, tức là tại vì mình mua mất 1.000 còn 9.000 và giá của nó vẫn còn nguyên là 30, thì nó sẽ bằng hai cái này giống nhau. Ok, nhưng mà đây chỉ là về mặt lý thuyết thôi nha các bạn nhé. Còn trên thực tế thì cái tax treatment có thể không có những cái information effect này luôn luôn tồn tại. Cho nên là cái share repurchase, cái tác động lên cái tổng giá của cổ phiếu trên thị trường ấy, chắc chắn là nó sẽ khác. Đó, thì ở đây người ta đã giả định như thế kia rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ xem cái advantage and disadvantage of share repurchase. Thứ nhất là advantage là ưu điểm. Thì có rất nhiều các cái công ty thì đang đề ra một cái share repurchase, rất nhiều công ty là đề ra cái đã đưa ra cái chính sách là mua lại cổ phần với lại một cái mức giá nhất định mà cái ban quản trị ấy, người ta cho rằng là nó phù hợp để thực hiện đó. Anh này khác đi là có thể là người ta nghĩ thật rằng là cái việc mua lại như vậy với cái mức giá như vậy là có lợi cho công ty. Cái ưu điểm số 2 là không giống như là cash dividend, thì cái stock repurchase give the decisions to the investor, tức là cái này nó thuộc về ưu điểm của đối với cả cái người đầu tư. Thay vì nếu như mà ông mà trả cash dividend thì ví dụ tôi là nhà đầu tư, tôi không thích nhưng tôi vẫn phải nhận, tại vì tại sao lại không thích tiền, đương nhiên thì ai cũng thích tiền thì các bạn, nhưng mà vấn đề là nếu như mà mình nhận cash dividend ngày hôm nay ấy, thì có nghĩa rằng là cái sinh lời ngày hôm sau của mình, ngày năm sau nữa của mình nó sẽ giảm đấy, thì đôi khi người ta không thích thế. Thế nhưng mà cái việc là công ty sử dụng cái cash dividend policy, đương nhiên là nhà đầu tư không có lựa chọn. Nhưng mà nếu công ty sử dụng share repurchase 10% chẳng hạn, thì thường cái share repurchase nó là offer, nó không bắt buộc. Cho nên là ông nào thích thì ông ấy bán, còn ông nào không thích thì thôi. Vậy thì nếu tôi là cái ông mà ông investor, tôi không thích bán chẳng hạn, thì tôi không thích tiền mặt chẳng hạn, thì tôi có thể chọn là không bán. Và cái này là ưu điểm, bởi vì là nó give the decision to the investor, đưa ra cái quyết định nằm ở trong tay nhà đầu tư. Và cuối cùng là share repurchase nó sẽ hữu dụng trong vài trường hợp at times, nếu như mà there's a block of share from one or more large shareholder that could come into the market but the timing may be unknown. Có nghĩa là nó trong vài trường hợp ấy, thì nó có thể là nó có thể là sang chỗ này block, maybe a block of share, tức là sẽ có một cái khối lượng
cổ phần từ một hoặc là một số các cái nhà cổ đông lớn, có thể là đi ra ngoài thị trường, nhưng mà có nghĩa rằng là có thể có một hai ông cổ đông lớn mà ông muốn là bán cổ phần của mình trên thị trường. Có thể là ông không 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 happy với cả cái chính sách cổ phần hiện tại, xin lỗi, chính sách điều hành hiện tại công ty chẳng hạn. Ví dụ trong hội đồng quản trị là có 5 ông, nhưng mà có một ông là ông không happy, ông ấy nghĩ rằng là chúng ta phải đi theo một cái đường hướng khác. Thế nhưng mà sau khi mà biểu quyết thì ông ấy là thiểu số, cho nên là ông ấy sẽ có thể là muốn bán cái cổ phần đi. Bởi vì rõ ràng là tôi tham gia vào hội đồng quản trị, cái large shareholder là thông thường mục tiêu của tôi là điều hành công ty, mà tôi lại không điều hành được theo đúng cái hướng của tôi thì tôi sẽ đi. Và khi mà ông ấy đi thì chắc chắn ông sẽ bán lại cổ phần, nhưng mà bán lại thì cũng không rõ là khi nào ông bán. Ở chỗ này người ta ghi là timing is unknown, là vì thế. Thế thì nếu như mà không biết là khi nào ông bán ấy, và tự nhiên đang hoạt động đến nay bùng phát là ông bán, thì cái việc cái công ty nó sẽ rất là bị động. Thế cho nên là nếu như mà ban quản trị công ty biết chắc là sẽ có một ông đi như thế, thì người ta sẽ đưa ra cái offer để mua lại toàn bộ cái, hoặc là phần đứng cái phần cổ phần của cái ông mà muốn đi ấy. Thì cái đấy nó sẽ nằm trong cái plan của công ty, và công ty sẽ chủ động hơn. Đấy thì đấy cũng là một cái ưu điểm của share của Chase. Đó, thế mình có những cái ưu điểm rồi, thế thì cái nhược điểm là gì? Ở đây người ta để ra hai nhược điểm. Một là từ cái khía cạnh, từ cái góc nhìn, perspective là góc nhìn mà của một cái ông đầu tư ấy, thì cái cash dividend là dependable. Depend là dựa vào, dependable là có thể dựa vào hay là có thể tin tưởng được. Hay là khác đi là cái cash dividend ấy thì rất là ổn định, đúng không? Một năm trả 2 lần hoặc một năm trả 4 lần, và lúc nào tôi cũng chắc chắn là tôi có tiền. Thế nhưng cái stock repurchase is not, tức là cái việc mà mua lại cổ phần công ty thường ấy, là người ta lại không thực hiện thường xuyên. Cho nên là đối với một số các nhà đầu tư ấy, thì cái việc là có tiền ổn định theo cái chính sách là cash dividend là tốt hơn, dependability đấy, tốt hơn là so với lại cái việc là cũng có tiền nhưng mà lại dưới dạng là không không rõ ràng như cái stock repurchase. Đó, thì đấy là cái nhược điểm đầu tiên của share repurchase. Cái nhược điểm số 2 của share repurchase đấy là công ty có thể là ở một cái vị trí là phải trả quá nhiều tiền để mua cái cổ phiếu của công ty. Đấy. Tại sao lại phải trả quá nhiều tiền? Là bởi vì cái có thể là cái giá cổ phiếu nó cũng tăng rồi, có thể công ty cũng mua quá nhiều rồi, tức là có quá quá mua lại quá nhiều cổ phiếu ấy. Thì nếu như công ty có tiền mặt dạng như là excess cash thì không sao, nhưng nếu như công ty phải đi borrow thì nó sẽ dẫn tới là cái tỷ lệ nợ của công ty trở nên quá cao, tức là cái leverage ratio của công ty nó sẽ tăng lên. Và tăng lên như vậy thì là rất rất là kiểu bấp bênh đối với công ty, đặc biệt là những công ty mà tỷ lệ nợ đã quá cao rồi. Đó thì đấy là những cái nhược điểm share của Chase. Đó thì cái phần này là tạm dừng ở đây. Đối với phần này có các bạn nào có câu hỏi thêm không? Alo. Không có ạ. Ơi. Không, không. À không không chứ không phải Vâng. là ok. Rồi. Thế thì cô thay vì là chờ nữa mình sẽ làm bài, thế nhưng mà cô cùng các bạn sẽ xem luôn các cái thông tin về share repurchase chẳng hạn, bởi vì là may quá thì mình đang ngồi trên máy đúng không, và chúng ta đang có mạng. Thì bình thường nếu mà chúng ta học ở trên trường thì đôi khi nó lại không 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 tiện bằng, là bởi vì mạng cô bắt ở điện thoại đôi khi có đôi khi không. Mua lại cổ phần, giá cổ phần. À, ok. À, chúng ta đại loại là chúng ta đang xem là liệu thì mua lại cổ phần thì nó có ảnh hưởng như thế nào tới mua lại cổ phần tới giá của cổ phiếu, phân biệt cổ phần ở Việt Nam thì có vẻ như không không nhiều công ty mua lại cổ phần, thực hiện một quyền mua, cách mua lại cổ phần. À,
Ok, cô sẽ thêm chữ đó. Mua cổ phiếu ngày chốt quyền. Ok, cái này cũng không phải. Mình sẽ chuyển sang Google Research này vẫn là google.com. Đây đều là thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty. Có thể mua lại cổ phần của cổ đông không, mua lại cổ phần này thì đều là kiểu lý thuyết thôi, không không có thực tế gì cả. Mình sẽ rớt cái chia tách cổ phiếu nhá. Ok, đây cũng là lý thuyết cả. Tách cổ phiếu, chia tách cổ phiếu là gì? Ok, mình thử xem bài này xem. Ok, chia tách quy luật tăng giá có bị phá vỡ. Ok. Lúc nãy mình nói với nhau là khi khi mà mình chia, à các bạn có nhìn thấy cái bài này tôi đang xem này không? Ok. Thì khi lúc nãy mình có học về mặt lý thuyết đúng không? Thì là khi mà chia tách cổ phần ấy thì về nguyên tắc thì giá cổ phiếu ở trên thị trường nó sẽ giảm theo đúng tỷ lệ, nhưng mà do là cái yếu tố gọi là information effect, tức là cái tác động của thông tin hay là tác đi là cái tâm lý của nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là họ nghĩ rằng là công ty thường là cổ phiếu nó sẽ tăng giá thì người ta mới thực hiện chia tách, thì do người ta nghĩ như vậy cho nên cái lực mua nó sẽ nhiều hơn, lực mua nhiều hơn thì nó sẽ làm cho giá của cổ phiếu cứ chia tách là bị tăng lên so với cái tỷ lệ nhé, so với cái giá điều chỉnh sau tỷ lệ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái bài này là chia tách cổ phiếu liệu quy luật tăng giá có bị phá vỡ không, kiểu kiểu như thế. Thế thì bình thường sẽ là tăng giá, nhưng mà bây giờ mình xem là liệu nó có như thế không. Thì các công ty như thế này, đây là các cái mã cổ phiếu HPC này, HA này, rồi là HPG vân vân, thì đã trở thành những cổ phiếu điển hình trong việc phá vỡ tính bầy đàn của các nhà đầu tư. Ok, bầy đàn thì có nghĩa là sẽ tăng giá đúng không? Như vậy phá vỡ có nghĩa là nó sẽ không tăng giá. Cụ thể chỉ một tuần sau khi thông tin chốt ngày được quyền mua thêm cổ phiếu với giá rẻ như cho, giá của BMC và HPG PC đã giảm xuống 10%, và giá của DHA và HPG thì giảm 15%. Mua thêm cổ phiếu thì cái này là mua thêm cổ phiếu, cũng có nghĩa là công ty sẽ phát hành thêm cổ phần. Nhưng mà cái này thực ra nó không phải là chia tách đâu. Chia tách là nó sẽ nói cho cụ thể là một cái cổ địa phiếu của ông cũ ấy, thì ông được tách ra thành mấy cổ phần. Nhưng ở đây thì có nghĩa là công ty nó sẽ tăng thêm số cổ phần hiện hành trên thị trường, thì người ta ví nó là tương đương với chia tách cổ phiếu, nhưng mà thực ra nó không hẳn, nó giống như là stock dividend hơn là chia tách cổ phiếu. Thế thì giá của nó đều giảm 10% và 15%. Theo giới phân tích thì việc các cổ phiếu có chất lượng và thông tin hỗ trợ tốt này giảm một phần là do ảnh hưởng thị trường trong xu hướng điều chỉnh giảm.
Ok, các bạn đọc giúp cô. Đấy, thế thì nó đều dạng HDA là DHA là DHA là gì nhỉ? Là cổ phiếu của công ty gì nhỉ? HPG thì là Hòa Phát rồi nhá. Là Hòa Phát Group rồi. Còn DHA là gì nhỉ? DHA. Tôi xem là cổ phiếu của công ty Hóa An. Hóa An là công ty cổ phần Hóa An. Không rõ công ty này cô cũng không 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 biết, không rõ là thông tin công ty về lĩnh vực gì nữa. Ok rồi, công ty này hay là hóa chất gì đấy, HTA Hóa An. Khai khoáng của khai Coi thác đá và khoáng sản Phi Kim ạ, công ty đấy ạ. sản à? Khoáng sản đúng không? Dạ vâng ạ, khai thác khoáng À, sản. ok, DHA là công ty khoáng sản. Tóm lại là công ty này thì cũng không, mình cũng không rõ lắm. HPG thì có vẻ là dễ hơn đúng không? À, Hòa Phát. Đấy thì đây là những cái công ty mà người ta xem là cổ phiếu có chất lượng tốt, có chất lượng và thông tin hỗ trợ tốt để giảm giá, một phần là do ảnh hưởng của xu thế điều chỉnh. Tuy nhiên là ở những lần thị trường điều chỉnh giảm trước đây thì những cổ phiếu có thông tin chia tách vẫn có mức tăng ấn tượng. Vì thế có thể nói là việc chịu tác động của thị trường đối với các cổ phiếu này là rất ít, và việc quy luật bị đảo ngược cần xét ở góc độ tâm lý nhà đầu tư. Ở đây yếu tố bầy đàn của nhà đầu tư cần đặt vào từng giai đoạn và thời gian chia tách cổ phiếu. Ok, như vậy là người ta nói là có vẻ như là cái yếu tố bầy đàn nó đã không thể hiện trong cái việc là phát hành thêm cổ phần của các công ty này. Mình đọc tiếp nhé. Thực tế ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì đang có sự thay đổi mạnh mẽ về chất và chuyên nghiệp hơn. Đấy, tức là ban sáng cô cũng nói với các bạn là cái yếu tố bầy đàn nó thể hiện cái tính gọi là đang phát triển thị trường nó chưa chưa phát triển hoàn chỉnh ấy, thì nó sẽ bị yếu tố bầy đàn nhiều hơn. Thì ở đây người ta ý muốn nói rằng là có vẻ như là cái yếu tố bầy đàn đã không thể hiện trong trường hợp bốn cái cổ phiếu này, thì có vẻ như là thị trường chứng khoán của Việt Nam đã gọi là chuyên nghiệp hơn rồi đấy, đã mature hơn rồi đấy. Trong đó thì việc nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp được các chủ đầu tư chú trọng và tỏ ra nhạy bén hơn. Theo quan sát của các nhà đầu tư chứng khoán thì nhiều nhà đầu tư đã có tầm nhìn xa hơn, cụ thể là họ đã có những dự đoán chính xác về kế hoạch phát triển lợi nhuận trong ngắn hạn, hoặc là có nguồn thông tin nội bộ nên đã đầu tư trước những cổ phiếu này chứ không thụ động chờ thông tin như trước đây. Vì thế theo phân tích của công ty chứng khoán Hải Phòng thì cổ phiếu của BMC đã có mức hồi phục ấn tượng trong tháng 8, trở lại mức 500.000 đồng trên một cổ phiếu sau thời điểm sau chia tách lần thứ nhất năm 2007. Tương tự cổ phiếu của HAP cũng trở lại mức 80.000 đồng trên một cổ phiếu so với tăng 40% so với thời điểm quyết định chia tách. Cũng theo công ty chứng khoán Hải Phòng thì việc tăng giá trước đối với những cổ phiếu có kế hoạch chia tách biểu hiện sự quan tâm của nhà đầu tư trung hạn. Đó, thì ý nói rằng là không phải là sau khi mà biết thông tin thì giá nó mới bắt được điều chỉnh, mà ở đây người ta phân tích và người ta thấy là thực ra thì nó đã điều chỉnh từ trước đấy rồi. Điều chỉnh từ trước đấy rồi thì nó thể hiện thứ nhất ý, là cái nhà đầu tư ý, là người ta đã quan tâm tới cái thông tin của công ty đấy rồi, tức là quan tâm tới bản chất hoạt động của công ty đấy rồi, và người ta thấy rằng ok, công ty này hoạt động tốt cho nên là tôi đã đầu tư. Và nó cũng thể hiện số 2 là đôi khi nhà đầu tư ấy, người ta quan tâm quá thì người ta cũng biết được các thông tin nội bộ rằng là đến tháng kia ấy, thì là có thể người ta sẽ chia tách, thì lúc đấy người ta đã điều chỉnh từ trước rồi. Tôi biết là đến tháng 9 thì mới chia thì đã chia tách, thì tháng 5 tôi đã thực hiện mua cổ phiếu vào rồi. Có nghĩa là nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp của nhà đầu tư.
chứ không phải là cứ thông tin ra xong rồi lúc đấy mới bắt đầu là chạy ùa đi để thực hiện đầu tư. Xét ở góc độ cung cầu thị trường và giá của cổ phiếu thì giải thích hiện tượng giảm giá của những cổ phiếu có thông tin chia tách thì chuyên viên tư vấn đầu tư của một công ty chứng khoán cho biết trước khi thông tin chia tách cổ công bố nhưng giá đã tăng đến mức kỳ vọng thì giá cổ phiếu sẽ chững lại. Đến khi doanh nghiệp niêm yết công thông tin thì cũng là những lúc các nhà đầu tư trung hạn tranh thủ bán ra và giá cổ phiếu hoàn toàn có khả năng giảm. Tuy nhiên không vì thế mà giá của những cổ phiếu này không có cơ hội tăng lên lại. Bản chất của đầu tư chứng khoán là đầu tư cho tương lai, nên trong thời điểm mức giá giảm sẽ có nhiều nhà đầu tư mới tham gia. Những người này sẽ tiếp tục kỳ vọng vào tương lai của doanh nghiệp. Chuyên viên này nói thực tế là nhiều cổ phiếu đã tăng giá trở lại sau ngày chốt quyền như HPC hay là VMC. Đấy, cái này nó nói rằng là tại vì các cái ông đầu tư ông ấy đã nhanh chân ông mua trước rồi và ông ấy sẽ dự tính là tại vì cái lúc mà chia tách xong có thông tin chia tách xong thì về căn bản thị trường nó sẽ tăng giá thì ông ấy sẽ nhanh chân ông bán lại. Thế thì khi mà cái lực bán nó nhiều quá, nhiều người nghĩ như cái ông đấy quá thì nó sẽ dẫn tới là tại cái ngày mà cái thông tin tung ra ấy, thì quá nhiều người bán mà thì giá của cổ phiếu nó lại giảm thay vì tăng. Đấy, thế nhưng mà cái ông đầu tư này thì cái ông gọi là tư vấn này bao giờ ông có cái câu như thế này, tức là kiểu gì nó cũng có thể tăng trở lại vì là bởi vì A, bởi vì C, bởi vì D, đấy là đại loại là như thế, để làm sao để thuyết phục rằng là các nhà đầu tư cứ đầu tư đi không sao đâu, kiểu kiểu như vậy. Rõ ràng tính đầu tư chuyên nghiệp được cải thiện là yếu tố tăng khả năng hấp dẫn cho thị trường chứng khoán. Nắm bắt nghịch lý giảm giá của những cổ phiếu sắp chia tách được coi là một cơ hội kiếm lời cho rất nhiều đầu tư hiện nay, nhiều nhà đầu tư hiện nay. Theo giới quan sát, mặc dù VN Index lình xình ở mức 1.000 điểm, nhưng các nhà đầu tư đang có xu hướng mua dần những cổ phiếu có giá trị tốt, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của khối đầu tư nước ngoài khi họ liên tục mua vào các khối lượng lớn cổ phiếu của DPM, cái gì đấy vân vân. Trong đó thì những cổ phiếu trong khi đó những cổ phiếu chia tách ngày càng được quan tâm vì nhiều doanh nghiệp đã thể hiện sự tăng trưởng sau khi chia tách. Điều này không chỉ phần nào giải thích hiện tượng tăng giá đối với những cổ phiếu phát hành thêm mà còn mở ra cơ hội và cái nhìn sâu sắc hơn đối với những cổ phiếu cho từng cổ phiếu cho nhà đầu tư. Đó thì bài này nó phân tích về cái tác động của việc chia tách cổ phiếu hay hay là tăng cái số lượng cổ phiếu trên thị trường, để mình sẽ áp vào cái phần mà mình đã phân tích trước đấy xem là ok thì nó có đúng hay không. Đó thì các bạn hoàn toàn có thể đọc thêm những cái bài tương tự để khi mà mình đọc thêm ý, thì được một cái ưu điểm là bạn sẽ nhớ cái vấn đề nó tốt hơn đấy, và mình cũng có thể ứng dụng sau này các bạn có thể tham gia vào thị trường chứng khoán chẳng hạn, chúng ta cũng có thể ứng dụng đúng không? Đó thì tạm thời là như vậy. Thế thì bây giờ để trước khi sang phần mới thì có lẽ là cô trò mình sẽ làm một vài bài tập nữa nhỉ. Bây giờ là 13:30. Ok, các bạn nghỉ đi, xong rồi chúng nghỉ 10 phút nhá. Xong rồi là mình sẽ làm một vài bài tập trước khi chuyển sang phần mới. Cô sẽ tranh thủ chuyển thử máy tính xem sao. Ok.
Ok, các bạn sẽ làm giúp cô một số bài nhé. Liên quan đến cái phần mình vừa học thì cái phần này các bạn thấy là đa phần nó không có tính toán đúng không? Có nghĩa rằng là mình sẽ chủ yếu là sẽ làm câu lý thuyết thôi. Bạn nhìn thấy phần bài tập cô chia sẻ chưa? Alo, các bạn Rồi ạ. phần bài tập chưa? Ok nhé. Thì mình sẽ làm cái câu sau này. Bạn làm cho cô câu số 7, 8 và 9. 7, 8, 9. Alo, alo, alo. Alo. Có bạn nào có Cô bên cô bị vang loa của cô đang thử cái này. Bạn nào xong thì cứ giơ tay, à quên, cứ nói hết vậy nhé. Ok. Bạn là Trúc đúng không? Trúc Vâng. trả lời vậy à? Vâng, em trả lời câu 7 ạ. Em vô theo em là B ạ. Em dịch đi. Em dịch và câu trả lời.
Em cô là cô 7 thì người ta hỏi là điều gì mà sẽ ít có khả năng ảnh hưởng đến cái việc lập dự toán chi phí hoạt động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi. Thì đáp án A là mệnh giá mà được những cái được yêu thích ạ. Còn phần B là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, còn phần C là tỷ lệ cổ tức cổ phiếu ưu đãi của công ty ạ. Dividend rate à? Ừ, ok. Em chọn là gì? Ô, em chọn đáp án B. B à? Vâng. Ok. Bạn này C đúng không? Bạn là Hồng Lý thì là C đúng không? Dạ vâng, em nghĩ là C vì kia là tỷ lệ chi trả cổ tức ưu đãi ạ. Thì là cái quan trọng. Ok nhá, mình dịch lại cái câu bởi vì chính là cái câu hỏi thì nó cũng chưa rõ lắm. Cái nào trong những cái sau đây thì ít có ảnh hưởng nhất, ít có hữu dụng nhất tới cái nhà phân tích khi mà anh ta tính cái chi phí huy động vốn thông qua phát hành cái cổ phần ưu đãi, cái loại non-callable và non-convertible. Thì cái này, cái phần cổ phần ưu đãi này thì đoạn sau mình sẽ học chi tiết hơn, nhưng mà cái cổ phần ưu đãi này chắc chắn là bạn biết rồi. Thì nó có cái non-callable tức là không thể được mua lại, có nghĩa là khi phát hành rồi thì cái công ty phát hành ấy không có mua lại, và non-convertible tức là nó sẽ không chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. À xin lỗi, cổ phiếu thường. Đây là cổ phiếu ưu đãi mà, thì nó sẽ không ảnh hưởng cổ phiếu thường. À, không chỉ thể chuyển thành cổ phiếu thường. Như vậy thì ở chỗ này cái mấu chốt của nó là non-callable và non-convertible preference share. Đó, thì cái nào nó sẽ không ảnh hưởng. Thì nếu như mà bạn Trúc bạn ấy chọn câu B ấy, thì nó sẽ là firm's corporate tax rate. Thì đối với cả cái prefer stock thì nó đã tính là cổ phần rồi, thì đương nhiên là nó không chịu ảnh hưởng bởi cái corporate tax rate rồi, đúng không? Thế còn nếu như mà là câu C ấy, thì là the preference stock dividend rate, thì đương nhiên là cái việc mà mình trả cổ tức nhiều hay ít ấy, tỷ lệ cổ tức là đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới giá của cổ phiếu đãi và giá cổ phiếu nói chung ấy, cổ phiếu đãi trong trường hợp này, và đương nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chi phí của huy động vốn cổ phiếu đãi, đúng không? Ok, như vậy thì cái C này là có ảnh hưởng, cái A này là stated par value of prefer issue, tức là cái giá mệnh giá của cái cổ phiếu đãi này. Ok, thế thì trong cái này thì có A và C, nó đều nằm trong cái công thức tính cái chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi. Thì cổ phần ưu đãi các bạn nhớ lại chi phí của nó ấy, là K để cô viết nữa, nhưng mà cô lại không thấy ở đây rồi. Tức là K PS ấy, nó sẽ bằng là D đúng không, chia cho P đúng không? Đấy, D chia cho P thì cái P ở dưới là cái giá của cổ phần đúng không? Giá của cổ phần. Còn cái ở phía trên ấy là cổ tức. Thì cái C này này nó sẽ liên quan đến cái cổ tức đúng không? Ok, thế còn cái A này thì thực tế là nó cũng không liên quan lắm, nhưng mà nó sẽ liên quan tới cái giá cổ phần phát hành sau này, hoặc là nó cũng có thể liên quan tới cái phần phía trên, tại vì cái chỗ này nó là dividend rate. Cái dividend rate là cái câu C ấy, nó sẽ phải nhân với cả mệnh giá thì nó mới sẽ ra được cái cổ tức ở phía trên tử số. Như vậy là cả A và C nó sẽ nằm đâu đó ở trong cái công thức tính KPS của mình. Thế còn riêng cái firm corporate tax rate này này thì nó không liên quan, bởi vì nó chỉ liên quan đến cái phần vốn nợ thôi. Đấy, và ở bên này nó sẽ là preference stock mất rồi. Cho nên là cái B này sẽ là đáp án đúng, bởi vì ở đây người ta hỏi là least likely, tức là cái đáp án mà không đúng nhất, tức là không ít sử dụng, không cần sử dụng nhất. Thì cô thì cô nghĩ là có khi bạn Lý là bạn ấy nhầm ấy, là đôi khi bạn ấy không để ý cái least likely này. Thế còn đáp án ở câu này chính là câu B, và là cái đáp án lúc nãy của bạn Trúc ấy.
Đấy, thì có bạn nào hỏi câu này không? Ok, nếu mà các bạn không hỏi câu này nữa thì mình sẽ chuyển sang câu số 8. Câu này cũng chỉ là... Cô là cô 8C đúng không ạ? 8C. Mình sẽ xem tên là bạn Hòa nhé. Thực ra cũng không biết là bạn nào số 1 đâu. Mà thôi cô đẹp bạn Hòa. Cô là... Cô 8 thì là... Cái... Nếu ta hỏi là yếu tố nào ít ảnh hưởng đến... rủi ro kinh doanh nhất ạ. Ờ. Thì câu A, cái câu A sẽ là thay đổi giá giá đầu vào. Câu B sẽ là mức bán. Còn câu C sẽ là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ạ. Sẽ chọn câu C ạ. Vậy là câu này nó dễ cho nên là rất nhiều bạn là chờ cô chữa xong câu 7 để chuyển sang câu 8. Ok. Được rồi, cô sẽ ghi điểm cho bạn Đỗ Thị Hòa nhé các bạn nhé. Bây giờ các bạn chuyển sang câu 9 nhé cô. Câu này có bạn nào xung phong trả lời không? Câu này là nó cũng liên quan tới rủi ro đúng không? Financial leverage. Khánh Huyền có trả lời không? Đây à cô? Gì em? Bạn Duyên đúng không? Ừ. Em chọn là gì? B à? Ừ. Em dịch đi xong giải thích cái câu trả lời của em. Những cái báo cáo nào sau đây thì tác động chịu tác động của đòn bẩy tài chính đối với thu nhập ròng của công ty và tỷ suất và sử dụng ROE chính xác nhất. Thì câu A thì một công ty cái những cái gọi là không phải báo cáo, cái statement này chính là ba cái statement ở phía dưới này, phát biểu ấy. Cái nào trong những cái phát biểu dưới đây liên quan tới ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính lên thu nhập ròng và cái ROE của công ty là chính xác nhất. Đấy thì đây là ba phát biểu nhá. Rồi em nói tiếp đi. Cái câu B em chọn là nếu mà sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ tăng mức độ biến động của ROE. Đối với cái mức độ thu nhập ròng, thu nhập hoạt động, thu nhập trong hoạt động của công ty. Có nghĩa là dịch cũng chưa chính xác lắm đây. Bây giờ cô dịch lại nhé, bạn ý chọn là B. Có bạn nào chọn câu khác không? Bạn nào chọn câu khác không? Ok, như vậy có mỗi Duyên có câu trả lời thôi. Thì cô sẽ dịch này, cô dịch lại này. Cái nào trong những phát biểu sau đây này liên quan tới ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính này lên thu nhập ròng của công ty và cái tỷ lệ return on equity thì là chính xác nhất. Thì các bạn nhớ giúp cô này là cái đòn bẩy tài chính thì nó sẽ làm cho cái EPS thay đổi mạnh hơn đúng không? Nó có thể bẩy được cái EPS. Nhưng mà ở trong này nó không có EPS mà có ROE thì nó cũng tương tự như vậy nhé các bạn nhé. Lúc trước cô đã nói với các bạn là bản chất của ROE với EPS là giống nhau. Tại vì sao? ROE là lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu nhưng mà tính bằng tổng tiền. Thế còn cái EPS ý, là cũng là lợi nhuận sau thuế mà chia cho tổng số cổ phần. Đấy thì bản chất của hai cái là giống nhau. Thế thì lúc mình học ý, thì là cái financial leverage nó có thể làm tăng cái ROE lên đúng không? Nó có thể bẩy cái ROE lên. Nhưng cũng có nghĩa là nó sẽ làm tăng cái mức độ biến động của ROE hay là cái EPS ý. Tại vì khi mà cái mức độ biến động của EPS đấy chính là nó là cái nó gây ra bởi cái financial leverage này mà. Thế thì cái câu B của mình ấy là sử dụng cái đòn bẩy tài chính nó sẽ làm tăng cái mức độ biến động của ROE đối với mỗi nhá for a level, đối với mỗi một mức biến động của operating income.
Có nghĩa là ở đây thì người ta đã chốt cái mức độ biến động của operating income là coi như mình không có quan tâm nó nữa. Thế cái operating income này chính là cái gì? Chính là cái EBIT của các bạn ấy, là lợi nhuận trước thuế và lãi. Coi như ta không quan tâm đến cái biến động của EBIT nữa, mà chúng ta chỉ quan tâm tới cái biến động của ROE sau khi đã chốt cái EBIT đấy rồi. Đó, thì hay nói khác đi thì nó chính là cái financial leverage, là cái tác động financial leverage, chứ không còn có cái tác động của cái operating leverage nữa. Thế thì câu này là chắc đúng rồi. Tuy nhiên thì để chắc chắn thì các bạn check lại cho cô cả câu A và câu C nữa. Câu A là nếu một công ty có cái tỷ suất sinh lời, tỷ suất lợi nhuận hoạt động dương, sử dụng đòn bẩy tài chính thì sẽ luôn luôn làm tăng cái ROE. Thế thì nếu như công ty có cái operating profit dương thì ý người ta nói rằng là công ty này đã vượt qua điểm vốn rồi đấy, thì mình sử dụng đòn bẩy tài chính là sẽ làm tăng cái ROE. Cái việc sử dụng đòn bẩy tài chính này thì nó sẽ làm cho cái độ bẩy tăng lên, nhưng không nhất thiết là làm tăng cái ROE, đúng không? Tại vì cái ROE này nó còn phụ thuộc vào cái E này nữa, tức là cái equity này nữa. Đó, thế thì nó có khả năng làm cho ROE tăng lên trong trường hợp equity không thay đổi. Còn nếu như mà mình mà thay đổi cái equity này thì cái ROE này cũng không rõ là sẽ tăng lên hay giảm đi. Câu C này, việc tăng lên của đòn bẩy tài chính, increasing, tức là đòn bẩy tài chính tăng lên thì sẽ làm tăng cả rủi ro và cái thu nhập cho các cái bond holder, tức là người nắm giữ trái phiếu của công ty, thì nó sẽ làm tăng rủi ro, là đúng rồi. Và cái return đối với cả cái phần này thì không rõ, là bởi vì cái bond holder ấy, thì về căn bản thì nó sẽ thu được cái mức sinh lời giống như là cái mà đã thỏa thuận ở từ ban đầu. Tại vì các bạn nhớ là trái phiếu thì lãi suất cố định ạ. Lãi suất cố định và cái mức thu nhập về lãi cũng như là cái mệnh giá vào cuối kỳ là cố định rồi. Thế cho nên là nó sẽ từ từ nhá, cái thu nhập thì cố định rồi, nhưng mà cái increased risk thì nó sẽ làm cho tỷ lệ của nếu mà mình tính tỷ lệ cái này tăng lên thì cái kia thậm chí giảm xuống. Có nghĩa là cái risk thì chắc chắn là tăng lên rồi, thế nhưng mà cái potential return of existing ấy, thì nếu như mình hiểu theo cái nghĩa là số tuyệt đối thì nó không hề tăng lên, bởi vì là như lúc nãy mình nói là cái lãi suất là cố định rồi. Thế nhưng nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa tương đối, tức là mình tính return thu nhập, tỷ lệ thu nhập của người sở hữu trái phiếu, thì làm sao là tỷ lệ thu nhập thì nó sẽ bằng C chia cho B. Cũng không rõ là potential return, nó không rõ nhỉ, nó không hiểu là như thế nào. Có lẽ là mình cứ hiểu theo kiểu là số tuyệt đối hợp lý hơn, nếu không thì người ta đã phải ghi là return rate rồi. Đó, thì có nghĩa là nó sẽ không thay đổi, cho nên là cái việc tăng lên, nói là tăng lên cả rủi ro và cái thu nhập cho người sở hữu trái phiếu ấy là không có hợp lý. Và tóm lại là cái câu B này là cái câu chính xác nhất ba câu. Câu này là một câu khó, đây này nó được 2 điểm với các bạn, cho nên bạn sẽ thấy nó hơi bị rắc rối hơn so với cả 2 câu phía trên, đúng không? Nhìn nó không ra ngay mà bạn phải suy nghĩ một lúc. Ok, đối với câu này có bạn nào hỏi thêm không? Rồi, thế thì không hỏi thêm nữa thì chúng ta chuyển sang câu khác. Mình chuyển sang câu 11. Câu này là một câu được xem là dễ. C. Bạn Trần Thị Hương chọn là C, em dịch đi con. Cổ phiếu mà trong khoảng thời gian giao dịch không đổi tiền đến ngày ghi sổ thì nhận cổ tức.
thì được nhận cổ tức. Tức là đây nhá, mình phải dịch là cái cổ đông ấy mà họ bán cổ phiếu của họ trong cái khoảng thời gian giữa ngày ex dividend date và ngày date of record thì sẽ được nhận cổ phiếu. Thì câu C là chưa đúng rồi. Nó sẽ là câu A và câu B. Mình bán mà, mình bán thì làm sao? À cô. À từ từ để cô nghĩ lại có khi câu C của bạn đúng. Ok, câu C chưa? Đúng rồi, câu C đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì là bạn ấy bán nhưng mà bạn ấy lại bán sau cái ngày ex dividend date. Thì cho đến ngày ex dividend date thì bạn ấy vẫn là cái người shareholder này, vẫn là người chủ cổ phiếu của công ty và sẽ có tên ở trong sổ cổ đông. Ok. Thế còn cho dù là sau này người ta bán đi thì cái giao dịch ở sau cái ngày ex dividend date là người ta không có ghi chép nữa. Cho nên câu C là câu đúng đấy. Như vậy là ông này vẫn được cổ tức. Đấy. Thế còn forfeit là từ bỏ, coi như là không nhận được cổ tức. Và the proceeds, staying with the company proceeds là cái phần cổ tức ấy, là sẽ vẫn ở lại với công ty. Hoặc là cổ tức thì sẽ chuyển sang cho người mua. Như vậy câu này câu C nha các bạn nhé. Cô sẽ ghi cho bạn là lúc nãy bạn nào nhỉ? Bạn nào vừa trả lời đúng câu đó? Em ạ, chị Hương. Chị Hương đúng không? Ok. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một câu khác. Câu 22 này đi. 22 và 23. Câu này tính tí nhỉ? Câu 22B ạ cô? Cô cũng không rõ. Lấy 325.000 trên cho 160.000. 325.000 chia cho 160 trừ 120 lấy price trừ đi cái value cost, variable cost. Được rồi, thế bây giờ mình sẽ xem này. Người ta có thông tin như sau là annual fixed cost là 325.000. Tức là cái F của mình nhá. Cố định 325.000 là 120.000 là cái V nhá. Chi phí biến đổi. Này là cái thảm đấy các bạn. Thảm mà giống kiểu thảm tập yoga. Ok. Rồi là sales price là 160, có nghĩa là cái P nhỏ của mình ấy là 160. Thế thì mình nhớ giúp cô là Q break even point ấy, tức là cái điểm hòa vốn ấy, nó sẽ bằng là F chia cho F chia P trừ V. Đúng không? Thì bạn ấy lấy là 325.000 chia cho 160.000 trừ đi 120.000 thì là ra 8.000 đúng không? Ý B ạ, dạ vâng. 25, ok. Có bạn nào có hỏi thêm không? Không hỏi thêm thì câu B nhé và cô ghi điểm cho bạn ấy. Tiếp theo là câu E, à câu 32, 23. 23C ạ cô. Ok, bạn Hòa của câu C. Hòa nói cách làm đi Hòa ơi. Em cô là nó sẽ bằng điểm... điểm hòa vốn sẽ là 40.000 đấy ạ. Sẽ bằng FC sẽ là 10.000 chia cho P trừ đi V là 2.000 ạ. Thì công thức sẽ là 40.000 bằng 10.000 chia cho P trừ đi 2 thì sẽ tính được P là bằng 2,25 ạ. À, ok. Như vậy là bài này cũng giống bài trên nhưng mà ta phải làm ngược lại. Mình sẽ dịch JCO là công ty, là một cái phần bộ phận của cái công ty mà làm đỏ cho các cái cho ngành công nghiệp kế toán. Ok. Và sản phẩm ấy thì xin lỗi, cái sản the unit tức là cái bộ phận này thì có tổng cái chi phí cố định là 10.000 đô và mỗi tháng đúng không? Và dự kiến là cũng sản xuất được 40.000 sản phẩm chai product mỗi tháng. Nếu như mà cái variable cost là từng này và người ta hỏi là cái giá của cái must the dividend charge in order to break even. Okay. Như vậy khi mà người ta nói cái chữ in order to break even có nghĩa là mình hiểu là
cái 40.000 đô này này, à 40.000 chai mực này chính là whisky đúng không? Thế thì bạn ý thay vào công thức thôi, coi như 40.000 là break even quantity thì nó sẽ bằng F chia cho P trừ đi V. Thì là 10.000 chia cho P trừ đi 2. Mà trong đấy có mỗi P thôi thì tính ngược lại sẽ là 2,75 đúng không? Bạn đã hòa đúng không? 2,25 ạ. 2,25 tức là câu C. Đúng không? Ok. Bạn vừa rồi là Đỗ Thị Thu Hòa nhỉ? Vâng ạ. Lúc nãy là Hòa có một câu trả lời rồi đúng không Hòa ơi? Vâng ạ. Ok, như vậy là hai câu trả lời rồi. Bây giờ mình sẽ xem một câu khác nữa nhá. Đây cũng là một câu, câu số 25. À, đúng không cô? Câu A đúng không? Bạn Vâng. là trả lời trước đúng không? Vâng. Ok, để cô xem. Có bạn nào có câu khác chút không? Vậy thì không có bạn nào câu khác đúng không? Chúng ta sẽ xem. Chúc trả dịch câu này cho cô nào. Cô là câu này thì người ta hỏi là câu nào là nói kém chính xác nhất về 7 hoạt động ạ? Có thể câu A thì nó bảo là đòn bẩy hoạt động thấp hơn thường dẫn đến tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cao hơn. Câu B là đòn bẩy hoạt động phản ánh sự cân bằng giữa chi phí biến đổi và chi phí cố định. Còn câu C thì là các công ty có đòn bẩy hoạt động cao thì sẽ có mức chênh lệch lớn hơn trong thu nhập hoạt động. Sự thay đổi không phải chênh lệch, phải là sự thay đổi nhiều hơn đấy trong lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận hoạt động các bạn hiểu cho cô là EBIT nhá. Như vậy thì bạn ấy chọn câu A là đúng rồi, vì hai câu B và C thì hiển nhiên là đúng, đúng không? Thì chỉ có câu A là sai, bởi vì là thực ra cái operating leverage mà thấp ý, thì nó cũng không không hẳn là sẽ dẫn tới cái higher expected return đúng không? Tại cái expected return nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. Ví dụ như là nếu return chúng ta expected rate of return mà chúng ta tính bằng là lợi nhuận trên tổng tài sản thì lợi nhuận trước thuế hay là sau thuế chứ nó nói chung là nó không rõ, cho nên là kết luận là cái chỗ câu A này sẽ là cái câu mà mình tính là sai, không chính xác, bởi hai câu qua kia thì quá chính xác rồi. Như vậy bạn Trúc sẽ thêm một điểm nữa. Bây giờ mình sẽ xem một câu nữa về phần đòn bẩy là câu 31. A cô Chắc chắn là A hay là hả cô? chắn là Ok, như vậy bạn Lý bạn có đáp án A. Đợi cô một chút, cô sẽ ghi điểm cho các bạn, đã quên mất. Hòa được 2 điểm này. Bạn Trúc là cũng đang được 2 điểm này. Bạn là Duyên là 1 điểm đúng không? Bạn là Hương, Trần Thị Hương
là được một điểm. Bạn Lý được một điểm. Rồi, bây giờ mình sẽ xem tiếp cái câu này của bạn Lý xem đúng hay không này. À, rồi Lý dịch đi Lý ơi. Thưa cô là cái này cũng tính là cái điểm dịch hòa vốn ý. Cái công ty Giang, công ty công nghệ cao Delta này sản xuất cái sản phẩm gọi là truyền thông ý. Điện thoại. Điện thoại. À, vâng, công ty hiện tại thuê và thuê công ty điện. Hiện tại công ty thuê cái chị lương với cả cái chi phí cố định là 10.000 trên 10 triệu trên một năm ạ. Dịch à? Dạ. Sorry, incur là đang có ấy, đang chịu cái chi phí ấy. Đây là chi phí nhưng không phải thuê. Rent này là danh từ nhá. Em tưởng là thuê ạ. Incur đã là thuê là động từ rồi, người ta chia thì kìa thì nên dạ, vâng. Thuê okay. Cái chi phí khấu hao ạ, tiền lương ạ, chi phí cố định tổng là 10 triệu ạ, trên một năm ạ. À, và hàng năm thì công ty trả cái chi phí lãi ạ, là 3 triệu cho cái khoản nợ ấy ạ. Ừ. Và công ty bán là cái sản phẩm đấy thì là 200 ạ. Chi phí biến đổi của mỗi một sản phẩm đó là 150 ạ. Và người ta đang tính cái điểm hòa vốn ạ. Điểm hòa vốn gần nhất là bao nhiêu ạ? Thì cái chi phí biến đổi, chi phí cố định của công ty bây giờ sẽ phải là một cái 10 triệu đấy cộng với cả 3 triệu cho cái khoản nợ, cái lãi, khoản lãi ạ. Sẽ là 13 triệu ạ. Xong rồi em chia cho cái price là price trừ đi value sẽ là 200 trừ đi 150 ạ. Và bằng 260.000 ạ. Ừ, ok. Các bạn nào có đáp án pháp lý không? C hả cô? Câu C hả? Vâng, C lúc em không. À, bạn Lý trả lời câu A đúng không? Hòa em là trả lời câu A. Ừ. Em không tính cái 3 triệu kia cô ạ. Ờ, đúng rồi. Như vậy là cái của Hòa mới đúng đấy. Là bởi vì cái người ta hỏi là operating break-even quantity. Nếu mà người ta bỏ chữ operating ấy mà người ta chỉ hỏi là break even quantity thôi thì cái câu A là câu đáp án. Thì nhưng mà vì người ta chỉ hỏi operating break even quantity thôi, có nghĩa là cái phần tử số ấy, cái fixed cost của mình ấy, là nó chỉ liên quan tới operating fixed cost thôi, chứ nó không gồm có cả financial fixed cost, tức là cái phần interest là mình bỏ đi. Đấy thì mình sẽ lấy 10 triệu và chia cho 200 trừ 150 ạ. 200 trừ 150 thì thôi. Vậy thì là thêm một tích cho bạn Hòa nhé. Đó, bây giờ các bạn làm thêm cái câu ở phía dưới này. Là cái câu dễ này. Câu 32. 32C ạ. Đúng rồi. Ngọc dịch đi. Ngọc em thưa cô, yếu tố nào sau đây ít có khả năng ảnh hưởng đến rủi ro kinh doanh nhất? A là sự thay đổi của nhu cầu, B là đòn bẩy hoạt động, C là sự thay đổi của lãi suất ạ. Ừ. Thế vì sao lại chọn câu C? Em cô vì mặc dù những thay đổi về lãi suất có thể ảnh hưởng đến nhu cầu hoặc giá đầu vào nhưng tác động trực tiếp hơn đến rủi ro kinh doanh ạ. Hả? Cái gì tác động trực tiếp hơn để rủi ro kinh doanh? Trả lời gãy gọn lại cho cô xem nào. Câu C đáp án của em thì là đúng rồi, nhưng mà cô muốn em giải thích.
Ngọc giải thích lại đi Ngọc ơi. Dạ. Ừ, em giải thích lại đi. Cái Em giải được thích. cô, theo em thì những thay đổi về lãi suất có thể ảnh hưởng đến nhu cầu hoặc giá đầu vào, nhưng nó tác động trực tiếp hơn đến rủi ro kinh doanh với hai lựa chọn còn lại. Tác động ít trực tiếp chứ. Em lại nói là tác động trực tiếp hơn thì là câu trả lời em sai đấy. Nó phải là tác động gián tiếp chứ đúng không? Tóm lại là trong cái business risk các bạn phải hiểu là chính là cái operating risk này. Và cái operating risk là nó liên quan tới đòn bẩy hoạt động đúng không? Đòn bẩy hoạt động thì nó là sự biến động của cái EBIT ấy. Mà trong công thức của EBIT thì nó chỉ có demand thôi. Demand tức là cái khối lượng cầu, hay nói khác đi là doanh thu, cái số lượng mà mình bán ra ấy, và cái operating leverage là nó liên quan đúng không? Thế còn cái interest variability ấy, thì là nó không có nằm trong công thức mà, cho nên là nó có thể có tác động gián tiếp nhưng mà trong công thức là nó không có, cho nên là mình sẽ loại nó đi, tức là nó là tác động gián tiếp nhá. Như kiểu Ngọc mà trả lời thì nó lại ngược lại đấy, tức là chọn thì đúng nhưng trả lời thì lại sai. Đó thì ok, cô vẫn ghi nhận kết quả của bạn Ngọc. Bây giờ mình sẽ xem cái câu 34 này là câu cuối cùng. Ok, có bạn nào câu trả lời không? Thì chưa có câu trả lời thì Alo, đáp. cô. Ơi. 34A đúng không ạ? Câu A. Câu A đúng rồi đấy. Thì Quỳnh Quỳnh dịch đi Quỳnh. Em dịch là tác động đến sự giàu có của cổ đông và của việc mua lại cổ phiếu so với cổ tức bằng tiền bằng tiền mặt bằng khác bằng bằng nhau khi cách xử lý thuế của hai sự lựa chọn thay thế là như nhau ạ. Thì em chọn đáp án là việc mua lại cổ phiếu đôi khi sẽ dẫn đến mà tổng tài sản của cổ đông cao hơn mức cổ tức bằng bằng tiền mặt ạ. Đấy là câu B nhỉ? Đấy là em đang dịch câu B đấy chứ đúng không? Em chọn câu A mà đúng không? Em dịch nhầm quá ạ. Đáp án đúng là câu A là việc mua lại cổ phần tương đương với một khoản cổ tức bằng bằng tiền mặt, do đó tổng tài sản của cổ đông sẽ như nhau ạ. Ok. Như vậy thì đối với cả câu này thì các bạn vừa mới học xong đúng không? Tức là nếu mà mình bỏ qua cái tax treatment, bạn ấy dịch là cái gì? Lúc nãy Quỳnh dịch cả cái gì cũng quên mất rồi. Nhưng mà bạn dịch chưa đúng lắm ấy. Tax treatment mình hiểu là cái gọi là tỷ lệ thuế đối với cả hai sự lựa chọn ấy, tức là hoặc là tax dividend hoặc là share repurchase ấy, thì nó như nhau. Thì lúc nãy mình vừa mới nói xong ấy là nếu như mà bỏ qua cái tax treatment
Và cái số 2 nữa là cái information effect, ở đây người ta không nói cái information effect. Thế nhưng mà nếu như mình bỏ qua cái đấy thì hai cái này là giống nhau. Giống nhau thì nó thể hiện là cái total shareholders wealth. Thì cái total shareholders wealth thì bạn hiểu là toàn bộ giá trị của cổ phiếu mà cái người cổ đông người ta nắm giữ. Ok, lúc nãy mình có ví dụ thì nó giống nhau. Thế còn ở đây thì nó có một cái khuyết điểm là ở trong cái chỗ này nó không nói gì đến cái information effect cả. Thế thì mình sẽ phải care tới cả hai câu B và C. Nhưng mà cái câu C thì chắc chắn là sai, vì nó lại ghi là always lead to higher total shareholders wealth, tức là luôn luôn là cao hơn, đúng không? Thế còn cái chỗ này thì cái chỗ này là sometimes lead to ok, thì thực ra cái câu B này chính là cái câu nó có vẻ như là đúng hơn đấy, đúng hơn với câu so với câu A, bởi vì chỗ này là mình đang có bỏ đi một cái mà mình chưa xét tới, đấy là cái information treatment đó. Thế thì để cô check lại xem là đáp án sẽ là câu A hay là câu câu B. Chứ cũng không, cô thì cô nghĩ là có thể là họ cũng có hai khả năng. Một là có thể là họ sẽ chỉ chú trọng vào cái, tại vì cái phần information effect cũng không hẳn nhỉ. Cái information effect thì nó cũng khá là quan trọng cơ mà. Thì cô sẽ check nhá, cô sẽ check đáp án riêng cái câu này để cho chắc ăn. Đang học CFA này, test này. Đang nằm trong phần test này. Câu đấy là câu số bao nhiêu các bạn nhỉ? 34 ạ. 34. Ok. Câu 34. Câu 34. Câu 34 thì đáp án sẽ là A, tức là người ta sẽ bỏ qua. Coi như là mình cũng ngầm hiểu rằng là cái information effect là giống như nhau luôn. Đó. Thế thì người ta sẽ đáp án là A giống như của bạn ấy. Ok. Tức là cô thì ban đầu cô cũng nghĩ là A, thế nhưng mà cũng phải cẩn thận, bởi vì đôi khi người ta cũng lừa ấy. Nhưng mà ý của câu này tức là bỏ qua những cái sự khác nhau nói chung, chứ không hẳn là chỉ có text treatment thôi. Đó, thì hai cái nó sẽ giống nhau. Thế thì là đáp án là A nhé. Các bạn cũng chốt cho cô đáp án A. Cái này cũng lưu ý là một số cái câu mà cân nhắc ấy, sau này khi mà các bạn đi thi thì các bạn cũng sẽ chọn theo cái câu mà mình đã chữa. Ok. Vì câu đấy là đáp án đúng của người ta rồi. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì nữa không? Bạn cuối cùng mà trả lời câu đấy tên là bạn Quỳnh đúng không? Dạ vâng ạ. À, ok. Rồi. Như vậy thì tạm thời hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Có bạn nào có câu hỏi gì thêm không?